Xin chào, mình là Loan. Rất vui khi được đồng hành với các bạn trong hành trình làm mẹ, mang thai. Nếu chị em nào muốn có bầu mà vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh, con thì tăng cân đều thì nhớ đăng ký làm mẹ channel của mình để theo dõi nhiều hơn những chia sẻ kinh nghiệm về mang thai nhé. Ở video hôm nay mình sẽ chia sẻ về việc bà bầu có nên uống nấm linh chi hay không. Nấm linh chi thì đây là một dược liệu quý hiếm được mọi người ưa chuộng trong việc bồi bổ và bảo vệ cơ thể. Bà bầu đối tượng đang cần sự chăm sóc rất nhiều về dinh dưỡng và rất là nhạy cảm thì câu trả lời là chúng ta có thể uống, nhưng cần đặc biệt chú ý về thời điểm, cách dùng, làm sao để đảm bảo nhiều dinh dưỡng lại an toàn cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Cụ thể là về thời điểm, chúng ta chỉ nên sử dụng nấm linh chi ở giai đoạn giữa thai kỳ, tức là tháng 5, tháng 6, tháng thứ 5, thứ 6 của thai kỳ, và không nên sử dụng trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Nguyên nhân là do phụ nữ mang thai ở trong 3 tháng đầu thì rất là dễ gây những cơn co tử cung, co bóp mạnh, có thể ảnh hưởng đến thai nhi và gây ra hiện tượng sảy thai hoặc là chảy máu âm đạo. Còn đối với trường hợp ở những cuối thai kỳ thì việc co bóp tử cung này sẽ quá mạnh, nó sẽ dẫn đến hiện tượng sinh non ngoài ý muốn ở mẹ. Vậy các mẹ cần nhớ là chúng ta chỉ được sử dụng trong tháng thứ 5, thứ 6 thôi nhé. Về liều lượng thì không nên dùng hàng ngày, tức là không thường xuyên, ngày nào cũng dùng là không được. Và chúng ta hãy dùng cách ngày, một tuần dùng 2 đến 3 lần là sẽ đem lại những lợi ích tốt cho mẹ bầu. Và liều lượng thì 2 đến 3 gram một lần thôi, không quá 5 gram mỗi ngày. Cách sử dụng nấm linh chi tốt nhất cho bà bầu đó chính là dùng bột nấm linh chi đã được xay nát, chúng ta om vào bình trà, đổ nước thật sôi vào và hãm trong khoảng 10-15 phút để nhiều chất dinh dưỡng tan ra và tốt hơn cho mẹ bầu. Hoặc là các mẹ có thể dùng những nấm cắt lát đun lên uống cũng được. Nếu mẹ không uống được đắng thì chúng ta có thể kết hợp với mật ong vào thì mẹ bầu chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe hơn, thơm ngon vô cùng. Sử dụng đúng thời điểm và đúng cách, chị em, bà bầu và thai nhi sẽ nhận được những lợi ích tốt do nấm linh chi mang lại, giúp mẹ và bầu ngủ ngon rất hơn, giảm mệt mỏi, giảm stress, tinh thần tốt, tăng sức đề kháng, phòng chống các bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường thai kỳ. Ngoài ra, nấm linh chi còn tác dụng lọc gan, mỡ trong máu, điều hòa huyết áp cho mẹ bầu, từ đó sẽ giúp kiểm soát cân nặng. Và tác dụng tốt nhất, tốt nữa đó chính là làm đẹp. Mẹ bầu chúng ta sẽ có một làn da mịn màng, tươi trẻ, tránh việc nên mụn, trị mụn rất là hiệu quả, sống lão hóa. Ngoài các vấn đề về thời gian, lượng, có một điều mẹ bầu chúng ta cần chú ý nhất đó chính là xem cơ địa và sức khỏe của bản thân mình như thế nào trong việc sử dụng nấm linh chi. Các mẹ bầu có huyết áp thấp, thiếu máu, sức khỏe yếu, hay bị đau dạ dày, các vấn đề về bệnh tim mạch hay là dị ứng các loại nấm thì chúng ta không nên dùng. Còn với những mẹ bầu khỏe mạnh thì chúng ta cứ tuân thủ về đúng về thời điểm, liều lượng như mình vừa chia sẻ nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và vui vẻ.